Rồi, ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Honda Shop. Lại là mình đây. Rồi thì hôm nay, clip hôm nay mình sẽ giới thiệu tới cho các bạn cái mẫu máy mới này. Mà trước tiên thì các bạn coi một vòng con máy nhé, rồi mình sẽ giới thiệu chi tiết. Rồi, ok, các bạn có thể thấy ở đây là nó sẽ có một cái lỗ để chúng ta cắm dây hơi vào nhé. Thì khi mình gửi máy mình sẽ kèm cho các bạn theo một đoạn dây hơi. Các bạn về các bạn cứ một đầu các bạn cắm vào đây. Cái đoạn là đoạn mẫu. Một đầu các bạn cắm vào đây, còn đầu còn lại thì các bạn hãy kết nối tới cái máy hơi của các bạn. Và tất cả mọi sản phẩm bên mình mà liên quan tới máy ép logo hơi á thì bên mình chỉ bán máy thôi nha các bạn nhé. Còn máy nén khí thì các bạn phải về các bạn tự trang bị. Rồi thì đây là ở mặt phía trước của nó, mặt chính diện của nó nhìn vào. Cái máy này nó đặc biệt hơn những cái máy khác là nó sẽ có hai bàn nhiệt các bạn nhé. Ở đây nó sẽ có một cái bàn nhiệt chính để chúng ta gắn cái logo vào đây như bình thường thôi. Rồi ở dưới nó sẽ có thêm một cái bàn nhiệt phía dưới nữa. Đây. Thì chức năng của bàn nhiệt là gì tí nữa mình sẽ nói. Rồi ok, tiếp theo tới là cái phần bàn điều khiển chính nó ở đây. Rồi, khi các bạn cắm điện vào thì các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ ở trên đây này, nó sẽ bật ra thì máy nó sẽ đóng hoạt động. Rồi, các bạn có thể thấy ở đây nó sẽ có ba bộ điều khiển. Bộ bên tay trái của mình này, bộ này thì nó sẽ là quản lý nhiệt độ của cái bàn nhiệt ở trên, phía trên. Đây bàn nhiệt này. Rồi, cái bộ ở giữa, bộ này thì nó sẽ quản lý nhiệt độ của cái bàn nhiệt phía dưới. Rồi, còn bên này thì sẽ là quản lý thời gian các bạn nhé. Các bạn chỉnh bao nhiêu giây thì các bạn chỉnh ở đây. Phía sau chữ S là phẩy đó, ví dụ 3,5 này. Rồi, các bạn nhấn nút này thì nó sẽ bend xuống này. Giờ mình sẽ nhấn cho các bạn coi nhé. Đây, mình nhấn này. Rồi, các bạn cài bao nhiêu giây thì đúng tới bằng cái giây thì sẽ lên. Rồi, hoặc là bạn nào muốn mà có cái bàn đạp chân vậy thì trước khi các bạn mua hàng các bạn nhớ nói với mình nhé. Thì mình sẽ gửi kèm theo. Cái này thì chúng ta sẽ để dưới chân. Thì khi các bạn bấm thì nó sẽ thay thế cho cái nút thôi. Khi mình bấm mình đạp xuống thì nó sẽ bend xuống. Rồi ok, máy này thì là hiện tại bây giờ nó sẽ là in trên khẩu trang các bạn nhé. Nó sẽ in những cái răng như vậy này. Đây, và đây là cái khuôn của nó. Đây, thì khi các bạn in các bạn bỏ luôn cái quai này vào các bạn in luôn. Rồi, ok. Một điều nữa mình muốn nói với các bạn là máy bên mình á thì các bạn vui lòng khi trước khi mua máy thì các bạn liên hệ cho ba cái số hotline trên đây nhé. Đây ba số hotline trên này. Rồi các bạn cần tư vấn những cái gì, cần hỏi những cái gì hoặc thông tin các bạn cần biết những cái gì thì các bạn nhớ hỏi kỹ trước khi mua. Tránh cái tình trạng là các bạn lấy máy về rồi thì các bạn kêu là không xài được hoặc là thiếu này thiếu kia thì nó rất là mất công. Bên mình làm á thì máy như nào, hình ảnh như nào, clip như nào mình sẽ đăng lên thật y chang như vậy luôn. Các bạn cứ nhìn cho nó như nào thì mình khi mình giao máy nó sẽ y chang như vậy, không khác một cái gì cả. Nên là trước khi mua các bạn nhớ thêm vào kỹ cho mình để tránh trường hợp nó mất thời gian của đôi bên thôi. Rồi, với lại do hôm nay cũng trễ rồi ấy, nên là clip này mình sẽ chỉ giới thiệu chi tiết về máy thôi. Còn clip sau thì mình sẽ in thử cho các bạn nhé. Rồi, clip in thử thì mình sẽ để sau phía góc bên phải trên các bạn nhé. Bạn nào có nhu cầu coi thì cứ bấm vào đấy nhé. Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp tất cả các bạn trong những video clip sau nha.